Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Ngọc Education TV. Trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi sau buổi live video trực tiếp trên kênh Anh Ngọc Education TV về review đập hộp cốt vợt Sarihut, một cốt vợt huyền thoại. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục review cho quý vị và các bạn và chia sẻ cho quý vị và các bạn đó là cái nội dung cái trực tiếp cái cốt vợt Sarihut. Vì sao mà sau 20 năm thì cốt vợt Sarihut này vẫn được rất nhiều các vận động viên, đặc biệt là những vận động viên nghiệp dư như mình lại rất đam mê và được ưa chuộng và vẫn đặt hàng với Anh Ngọc Education và đặc biệt trên kênh Shop Champion Tây Nguyễn Ngọc Hoài bóng bàn để quý vị và các bạn được theo dõi. Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái sản phẩm này. Và đây là chiếc đập hộp mà mình chia sẻ trực tiếp cho quý vị và các bạn trên kênh Anh Ngọc Education TV. Và bây giờ mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn là sản phẩm đó chính là cốt vợt Sarihut mắt ngọc, một cốt huyền thoại, một cốt vợt bóng bàn huyền thoại. Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra để chúng ta lấy cái cốt ở bên trong để chia sẻ cho quý vị và các bạn. Với màu sắc hoàn toàn không có sự thay đổi, tuy nhiên vừa mình chia sẻ cho quý vị và các bạn ở buổi trực tiếp đấy là cái dòng sản phẩm này, cái tem, cái logo của nó hai con bướm là không như ngày xưa nữa, mà bướm của nó là tức là một nhỏ một to ở cách đây khoảng là 5-10 năm, cách đây khoảng 5 năm thôi là vẫn đang còn duy trì cái logo của nó là một cánh bướm to và một cánh bướm nhỏ. Tuy nhiên thì đây sản phẩm của chúng ta đây, khi mà chúng ta lấy cốt vợt này ra, đầu tiên các bạn nhìn xem là cái chiếc tem này các bạn này. Đấy, cái mác này là rất quan trọng đây nhá các bạn nhá. Cái mác này là rất quan trọng, là khi mà chúng ta lấy về thì cái đại lý không bao giờ bỏ cái này, tức là không bỏ đi cái này mà luôn luôn gắn vào bởi một cái dây bạc để cho quý vị và các bạn được biết được đây là cái quá trình là hoàn toàn mới và đập hộp. Ở đây ở cái mác này có ghi là tên sản phẩm là Sarihut FL, tức là cái cốt vợt bóng bàn này là cán FL, tức là cái cán vợt đấy là FL chứ không phải là ST. Nếu mà chúng ta đặt ST thì chúng ta phải đặt hàng đấy, tại vì thường thường là cái dòng sản phẩm này là luôn luôn có cái dòng của nó đưa ra là cán FL thôi chứ ít khi ST. Mã hàng là U02399 7G40T. đấy, các bạn phải lưu ý này, cái mã hàng này này là cái đại lý khi nhập về người ta phải ghi vào, và từ cái đó là nó phải đúng với cái dòng logo này. Thì nữa mình sẽ đưa sát cho quý vị và các bạn cái dòng logo của cốt Sarihut này nhá. Xuất xứ là Japan, là của Nhật Bản, và nhà phân phối là hàng Tech, tức là Techco.limited, là Tech PT. Đây là người ta lưu ý. Và đây là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, đó là hàng Butterfly. Đây là một thương hiệu cực kỳ lâu năm và có mang tính thương hiệu và đảm bảo chất lượng đối với hàng Nhật. Đấy. Và bây giờ mình sẽ từ cái mác này này, cái mác của nhà sản xuất này, của cái công ty nhập này, xem là nó đúng với cái đúng với trên cốt vợt hay không. Rồi từ đó chúng ta mới phân tích tiếp. Đây. Đấy, các bạn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Và đây là chiếc cốt vợt bóng bàn Sarihut mắt ngọc. Vì sao đây là gọi là cốt Sarihut mắt ngọc? Đây các bạn nhìn hoàn toàn ở phía mặt bản mặt này, đằng sau này không có gì khác, nhưng mà ở đây riêng cái cán vợt này các bạn này là có cái sự khác nhau đối với cốt vợt ngày xưa. Ta dùng cái từ ngày xưa bởi vì là nó cũng đã hơn 5 năm nay không còn sản xuất theo cái dòng cốt vợt là cái cán màu nâu nữa. Và cán mắt ngọc đây chính là cái logo màu tròn này này các bạn này, logo tròn này này. Đó, đây là mắt ngọc màu xanh ngọc và bên trong nó có cái thương hiệu Butterfly rất là óng ánh. Chúng ta nhìn nghiêng chúng ta sẽ thấy có cái rất nhiều các chữ Butterfly đan chéo nhau ở bên trong đây, và có cả hai cánh bướm. Và hai cánh bướm này không phải là một to một nhỏ, mà hai cánh bướm này là đều to cả, tức là đều bằng nhau. Đây, đây này, các bạn nhìn này,
Đó, đây là hai cánh bướm bằng nhau. Đấy, đấy là đời mới, cốt Sarius đời mới thì thường là nó có hai cánh bướm đều là bằng nhau. Còn ngày xưa thì là một bên là to, một bên là nhỏ. Nhưng bây giờ nó khác rồi. Và thay cho ở cái logo ở phía mặt sau, tức là mặt trái của cốt vợt, thì cái cán vợt này logo là Tam Ca 5000, có dòng chữ ở đây là Tam Ca 5000, Butterfly Tam Ca 5000, và nó to hơn, nhưng bây giờ nó là mắt ngọc. Và theo chia sẻ trên trang chủ Asia chấm, tức là bóng bàn chấm Asia, là người ta chia sẻ là người ta đưa cái mắt ngọc này này để tránh trường hợp là hàng giả, tức là hàng fake. Thì công ty Thách đã phân phối và đã đưa ra khuyến cáo là sau khi đưa dòng sản phẩm này, người ta đưa ra cái mắt ngọc này để nhằm tránh nhầm lẫn với cái cốt nó không đúng chuẩn của hãng Nhật Bản, đó là hàng fake, có thể là nhập trôi nổi trên thị trường. Đó, các bạn lưu ý cái đây là mắt ngọc, là chúng ta có thể dựa vào cái ánh ánh dạ quang này này, chúng ta đưa ra ánh sáng, chúng ta nhìn vào bên trong thì chúng ta sẽ biết được đây là một cái sản phẩm hoàn toàn đảm bảo đúng và đúng với hàng của hãng bật Butterfly, tức là đây là hàng chuẩn, đấy, xuất xứ từ Nhật Bản. Tuy nhiên thì đây là một cái dòng sản phẩm mới mà cũng được, thực ra cũng được mấy năm rồi, nhưng mà đây là vì sao mà khách lại luôn luôn ưa chuộng, vẫn ưa chuộng mặc dù hiện nay trên thế giới đưa ra rất nhiều dòng sản phẩm, đặc biệt là cốt vợt bóng bàn, rất nhiều sản phẩm như của Đức, của Pháp, của Trung Quốc, của Nhật Bản, tất cả đều đã thay đổi về công nghệ, về chất liệu gỗ và hoàn toàn có rất nhiều các mẫu mã. Tuy nhiên, cái mẫu mã, cái thương hiệu đó tất cả thay đổi để phù hợp với từng đối tượng. Tại vì những người đam mê bóng bàn thì rất là nhiều người luôn luôn là muốn thay đổi, muốn trang bị cho mình những dòng sản phẩm, những cốt vợt nó mang tính thương hiệu nhưng lại là nó có một cái chút gì đó nó thay đổi để tạo ra sự mới mẻ trong cách chơi, phong cách chơi cũng như là chính bản thân gắn với con người mà yêu bộ môn bóng bàn này. Tuy nhiên thì ở đây vì sao ngày hôm nay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm nó là mang tính huyền thoại, một cốt vợt huyền thoại đã hơn 20 năm nay mà bây giờ người ta vẫn sử dụng. Trước khi mình chia sẻ chuyên sâu về cái cốt vợt bóng bàn này, về chất liệu, về lớp gỗ và lớp carbon, thì mọi người lưu ý một chút là đối với những nước châu Âu, đặc biệt là những nước phát triển về bộ môn bóng bàn này, thì người ta không còn sử dụng, không còn nhập từ Nhật Bản cái dòng Sadeus mắt ngọc, cũng như là đối với dòng tem bạc có không phải là mắt ngọc mà là có cái dòng Tam Ca 5000 nữa, mà người ta không dùng cái dòng sản phẩm này nữa mà người ta dùng dòng sản phẩm mới của Nhật Bản, ví dụ như là Harimoto, là dòng Timobon đấy, hoặc là dòng ZLC, tức là răng di cơ, rồi một số cái dòng sản phẩm khác nữa của Nhật Bản rất nhiều. Tuy nhiên thì đối với người tiêu dùng của Việt Nam, đặc biệt là những người chơi nghiệp dư, mà đặc biệt ở cấp huyện như mình phân phối hàng bóng bàn, mình chia sẻ và mình luôn luôn là hướng tới một cái dòng sản phẩm nào luôn luôn bền, chất lượng tốt mà lại nó mang tính thương hiệu đấy, và đặc biệt là nó rất là dễ chơi và dễ cầm, sử dụng nó cũng như là mang đi đâu, thực ra nó là một cái dụng cụ đắt tiền, đây là một dòng sản phẩm đắt tiền mà khi mà người dùng người ta rất là ưa chuộng và người ta cảm thấy là đấy là một dòng yên tâm, một dòng cốt vợt, một dòng thương hiệu và dụng cụ bóng bàn mang tính thương hiệu, cầm đi đâu thì người ta vẫn thích và yêu quý nó. Vậy cái dòng sản phẩm này mình vẫn chia sẻ và tư vấn cho khách, miễn sao là khách vui và cảm thấy tin tưởng mình là được, chứ còn mình không tư vấn là phải sử dụng cái dòng này. Ví dụ như cái dòng mà mình chơi lâu nay, đã lâu lắm rồi, mình chơi đến 5 năm nay đấy, đây là cái cốt răng di cơ đấy các bạn này, răng di cơ ALC đấy, các bạn thấy nó ẩm hết rồi đây này, đấy nó ẩm hết rồi, chơi quá lâu rồi các bạn nhé. Đây là một cái dòng sản phẩm mà nó không có tem bạc đây, hiện nay là cốt này cũng là tem bạc và nó là mắt ngọc, nhưng mà bây giờ đây là dòng này là dòng lâu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn dùng, mình vẫn dùng đấy, nhưng mà mình
mình lại không chia sẻ cái cốt vật này, tại vì cái cốt vật này mới là 3 triệu rưỡi mà nó lại cốt là cốt mỏng, kỹ thuật và cách sử dụng đánh của nó khác với dòng Salyut này. Đấy, dòng Salyut này nó dày, đánh nó dễ, kiểm soát thì nó hơi khó, nhưng mà thực ra thì những người chơi nghiệp dư người ta đầu tiên cầm thương hiệu, đặc biệt là những người mà có điều kiện về tiền một chút thì người ta sử dụng cái dòng này cũng là hết sức là ok rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn tiếp là khi chúng ta cầm một cái sản phẩm lên, chúng ta kiểm tra ngay là đầu tiên là đây là dòng cốt Versarius, dòng Tam Ca ngày xưa, đây là mắt ngọc. Đấy, đây là đời mới. Và đầu tiên chúng ta xem kiểm tra xem cái số seri này có ok không nhá. Vừa mình đọc rồi, nó là U02399 7G40T. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi ở trên đây. Đây các bạn này, đây là dòng Salyut này. Đây, các bạn thấy cái chữ này không? U02399 7G40T. Đấy, thế vậy cái seri, số seri này nó trùng với cái mác này. Tức là ý muốn nói là khi người phân phối, cái đại lý phân phối, người ta phải hết sức cẩn thận, là người ta phải có một cái mác gắn với đúng cái dòng seri của cốt vật này là hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là dòng này là cái dòng logo tem bạc, đây người ta gọi là tem bạc. Cách đây khoảng 10 năm, 15 năm là sử dụng là tem đồng. Tem đồng rất là đẹp các bạn ạ. À, đợi mình chút. Đấy, thế thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị và các bạn là đây là cái dòng tem bạc. Đấy, người ta hay nói là đây là cái dòng tem bạc các bạn nhé. Đấy, dòng tem bạc. Đây, cái cốt vợt này, dòng này tem bạc có chữ là GTTA. Đó, đấy, đây là cái cốt vợt là GTTA. Đây là thương hiệu của Nhật Bản. Và quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu là cái phải có tem của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thách. Đó là đây, các bạn là T.vn. Đây là tức là tương trưng cho Thách của hàng Việt Nam. Tức là cái đại lý phân phối cho toàn quốc, lấy từ Nhật Bản để phân phối cho toàn quốc là phải có cái tem này. Đây là tem chính hãng. Đấy, chúng ta có thể hơ lửa vào đây, chúng ta sẽ thấy là nó không bị cháy. Đấy là cái tem đảm bảo tiêu chuẩn cái dòng này, không phải là hàng trôi nổi trên thị trường. Nhìn về hình thức các bạn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Với một màu sắc Hinoki vô cùng là đẹp, và đặc biệt là cái thớ gỗ của nó rất là đẹp. Tuy nhiên với cái cán vợt là màu ban đầu thì nó rất là trong sáng, đẹp, vàng. Nhưng mà nhiều người chơi một thời gian thì người ta lại không thích, bởi vì người ta cái tay của người ta không thể sạch được liên tục, cho nên là nó bám bẩn ở đây, nó bám bụi đây. Tuy nhiên thì đối với những người mà mồ hôi ít, sạch sẽ, người ta luôn luôn giữ gìn cái cốt vợt thì cái cán này là vẫn là vô cùng đẹp mắt. Đấy, so với cái cán ngày xưa, tức là cán của Salyut mà tem ngày xưa, tức là cái màu là ngày xưa màu nâu á, thì cái cán này nó cảm giác là nó tươi sáng hơn, còn cái kia là nó mang tính đồng hơn, tức là nó chắc chắn và nó mang tính cứng cáp hơn. Đấy, nhưng mà vẫn mình thấy vô cùng đẹp, cho nên mình vẫn tư vấn cho khách. Còn ở đây các bạn là vẫn là không có sự thay đổi về cái mác này, cái chữ này. À, nhưng mà cái điều đặc biệt ở bên trong vẫn không thay đổi là đó là một con cánh bướm to và một cánh bướm nhỏ. Đây, riêng cái logo ở đây là nó không thay đổi giữa ngày xưa, tức là cốt ngày xưa, Tam Ca ngày xưa, Salyut ngày xưa, tem bạc và tem đồng. Không thay đổi là cái cánh bướm này là cánh bướm từ cánh bướm nhỏ, cánh bướm to, chữ butterfly. Và ở đây có cái dòng Good Listing Quality Palette là không có sự thay đổi nhá. Dòng chữ Salyut cũng không thay đổi các bạn nhá. Đây Slash Palette này cũng không thay đổi này. Ở đây cái dòng này Palette là cái dịch ra là cái cốt vợt carbon. Đấy, lớp carbon 3 trừ Flywood. Ý muốn nói ở đây là cốt vợt này là cốt vợt Salyut huyền thoại. Một cốt vợt có 3 lớp gỗ và 2 lớp carbon, mà cụ thể là hai lớp sợi carbon. Offensive, tức là dùng cho cốt vật thương hiệu. Đây cái dòng chữ ở đây này các bạn này. Nếu chúng ta khi nhìn vào dòng sản phẩm mà chúng ta nhìn vào chữ đây này. Đấy, nhìn vào chữ đây. Thường thường đây là mực tàu.
người ta thường sử dụng hay là dùng mực tàu để chúng người ta in vào đây. Dùng 10 năm, 5 năm cũng khi chúng ta bôi keo, 5 đến 10 năm thì cái dòng chữ này cũng không bị phai. Đấy là dòng chuẩn. Giống như đây các bạn này. Đây cái dòng này để các bạn này, cái chữ này các bạn này, đó, mình dán keo nó ẩm như thế này. Nó ẩm như thế này rồi nhưng mà nó không bị mất chữ. Đây các bạn nhìn này, nó không bị phai cái dòng chữ này các bạn thấy không? Đấy cái dòng chữ tàu này và cái logo cái cánh bướm này không bị mờ thì cái mực này là vô cùng chuẩn, đấy là hàng chất lượng, hàng chuẩn nhé các bạn nhé. Đó. Đây là dòng chuẩn này các bạn này. Đấy. Chữ này hoàn toàn yên tương. À nhưng mà phân biệt giữa hàng chuẩn và hàng fake, tức là hàng trôi nổi trên thị trường, thì cái dòng chữ tiếng Anh này nó cũng hết sức quan trọng các bạn nhé. Mình chia sẻ ở đây cho quý vị nhưng mà đồng thời các bạn phải lưu ý này. Dòng tiếng Anh ở hai bên căn lề đối với hàng Nhật chuẩn, hàng Nhật chuẩn các bạn nhé, thì ở lề bên đây, lề bên trái này thẳng tắp, lề bên phải đây cũng hết sức thẳng tắp. Nhưng mà đối với hàng fake trôi nổi á, nó mang tính thị hiếu mà, có thể rẻ hơn, chất lượng không bằng, và quan trọng nhất là nó không thể đảm bảo được làm đúng như cái này. Nếu mà làm đúng thì coi như tất cả giống như đồng tiền của chúng ta. Nếu mà làm chuẩn, làm giống nhau thế thì coi như là tiền giả với tiền thật nó đánh đồng nhau, đúng không? Lúc đấy là lạm phát ngay và nguy hiểm đến nền kinh tế ngay. Thế bên cái sản phẩm này nó là thương hiệu, nó có đánh bản quyền rồi, nó có bản quyền rồi, chứ không thể là anh học theo được, anh làm theo thì hoàn toàn là đấy không phải hàng fake mà người ta phát hiện ngay. Hàng fake ở ngay là chỗ nào các bạn để ý này, cái chữ carbon này, này carbon. Đấy, cái dòng chữ carbon này nếu mà hàng fake thường thường là đánh lỡ nha các bạn nhé. Hoặc là cái chữ blast này, tức là cái dòng code này cũng chữ sai ở chỗ này này. Đấy, và ở đây là cái in the market, đó là đối với cái hàng kinh doanh. Đấy, là hai modulu là carbon fiber and Hinoki River Andy. À nhưng mà cái dòng này hoàn toàn giống nhau này các bạn nhá. Hoàn toàn giống nhau nhưng mà chỉ có các cái chỗ này thường thường nó hay đánh chữ sai. Cách đây khoảng 10 năm thường thường có ra một số cái dòng sản phẩm bị trôi nổi trên thị trường nó sai ở cái chữ này, carbon là một này, blast là hai này, tức là cái dòng cái thương hiệu quốc vợt. Đấy. Thế thì các bạn lưu ý vào cái in the market, có cái chữ market này được cũng in nhầm đấy, chữ R thành chữ S. Đó. Và quan trọng nhất là các bạn để ý là cái dòng chữ này hết sức là tinh tế, được phun, tức là hết sức là tinh vi và chính xác, đảm bảo chuẩn mực tàu, mực cực kỳ chất lượng. Không phải là đến 5-10 năm mà các bạn không đánh giấy ráp nhá, các bạn bết keo thì hoàn toàn chữ này không bị phai mờ. Chứ đừng có đánh giấy ráp thì chắc chắn là phải mờ rồi, nó không bị phai mờ các bạn nhá. Đấy, bây giờ, còn ở đây là Make in Japan, không có sự thay đổi, hoàn toàn giống nhau. Ở mặt trái không có in ấn gì hết, cũng không có mà 3D số, nó chỉ là một bản gỗ Hinoki, lớp gỗ rất là già, nhìn rất là vàng các bạn này, rất là đẹp, óng ánh luôn. Đấy, mình xoáy vào cái mặt phải đây một chút thôi. Đây thường thường người ta quy ước có dòng chữ và có cái dòng chữ này các bạn này, Sariut này, đấy Sariut này này, đó có dòng Sariut này này, thì đấy có cái chữ Sariut này, đây là cái mặt phải. Giống như đây là cái dòng chữ ở đây, đây là mặt phải, tức là người ta sử dụng để tấn công, dán mặt phải để tấn công, còn đây là mặt trái. Còn tùy thuộc vào trong cái quá trình cảm nhận tác động lực giữa cốt và mặt vợt vào quả bóng bàn thì chúng ta sẽ lựa chọn đâu là mặt phải, đâu là mặt trái, đây là tùy thuộc, chúng ta có thể xoay vợt mà. Đấy, nhưng mà các bạn lưu ý là cái dòng chữ này phải hết sức tinh xảo. Các bạn nhìn chữ trên cốt vợt này là dòng chữ phải chuẩn, phải nét, sắc nét. Nếu nhòe nhoẹt là hoàn toàn sản phẩm đấy là không chất lượng và nó có thể trôi nổi, và dựa vào một số cái chữ ở cái chữ tiếng Anh ở trên đây có sai về cú pháp hay không thì đó là cũng là hàng trôi nổi. Còn đây hoàn toàn tinh tế và tinh xảo và hết rất là tuyệt vời. Với series đây và series đây là ok, rất là chuẩn rồi. Bây giờ mình phân tích bên trong một chút là cốt vợt này là cốt vợt huyền thoại Sariut kệ mắt ngọc, có 3 lớp gỗ Hinoki, tức là ở ngoài đây các bạn này. Đấy, có hai lớp này các bạn nhá. Lớp bên trái và lớp bên phải này. Đấy, đây lớp bên phải, đây là lớp bên trái này. Thì hai cái lớp này là bằng nhau, đều là cốt, tức là lớp gỗ Hinoki, là một loại gỗ già và nó là cực kỳ thương hiệu, tức là cốt vợt này là cốt
tức là cái lớp gỗ này là gỗ đắt tiền. Đấy, gỗ hinoki ở Việt Nam không có đâu các bạn nhá. Chỉ bên Nhật Bản có. Mà bên Nhật Bản có cho nên cái giá thành của sản phẩm này rất là cao. Chưa nói là về mặt thương hiệu, nó lại chỉ nói là lớp gỗ hinoki. Đây này. Nó mùi rất là thơm. Khi mà các bạn ngửi cái lớp gỗ hinoki này nó rất là thơm, nó hơi na ná gỗ thông. Nếu mà chúng ta cầm, đây hôm sau mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn code code 729 gỗ thông cực kỳ thơm. Nhưng mà nó thơm không giống như lớp gỗ hinoki này đâu. Nó rất là thơm. Cầm cái này là rất là thích mùi. Nó sực lên mũi là rất là thơm. Nhìn và các bạn thấy là có hết sức tinh tế này các bạn này. Đấy, được mài hết sức là tinh tế luôn. Hết sức tinh tế. Đấy. Cái cạnh, cái rìa cạnh và cắt cái hình này này. Đấy, dạng oval này rất là đẹp luôn. Rất là cân đối. Bản vợt rất là cân đối các bạn nhá. Rất là cân đối. Ba lớp gỗ, hai lớp ngoài cùng là gỗ hinoki, còn ở bên giữa cũng là lớp lõi cũng là hinoki, cho nên người ta mới nói là carbon 3 trừ plywood, plywood tức là ba lớp gỗ, hai lớp hinoki ngoài cùng và một lớp gỗ dày, lớp lõi hinoki ở bên trong. Còn hai cái lớp đen đen các bạn, hai cái lớp đen đen đó là hinoki. À, xin lỗi, là hai lớp sợi carbon. Carbon sợi tức là nó đan theo dạng giống như cái chúng ta xem cái rổ ấy. Đấy, cái rổ người ta đan nát ấy, thì nó đan theo kiểu dạng lớp như thế. Nó cứng vững, nó tăng độ cứng vững cho cốt vợt, mà đặc biệt là nó tăng cái tốc độ của cốt vợt lên. Tức là khi mà tiếp xúc bóng, tác động lực bóng vào cốt vợt là quả bóng sẽ đi với tốc độ cao hơn. Nhưng mà lại có một cái ưu điểm và cũng có cái nhược điểm là cốt vợt này là cốt vô cùng tốc độ, là về thông số của nó là 100, kiểm soát lại có 65 thôi. Tất nhiên rồi, một dòng sản phẩm mà tốc độ cao thì hiển nhiên là cái sự kiểm soát bóng, kiểm soát là nó sẽ thấp, cho nên người ta sẽ sử dụng phù hợp với mặt vợt nữa để có sự hài hòa trong giữa cốt vợt và mặt vợt khi đánh bóng. Hai cái lớp carbon này là hai lớp carbon dày các bạn nhé. Với dòng sản phẩm mà rẻ tiền, đối với cốt vợt hiện nay cũng là một loại cốt vợt Trung Quốc từ 200.000 trở lên là đều cũng có carbon, nhưng mà hai lớp carbon nó rất là mỏng, nó không thể bằng so với hai lớp carbon dày cộc như thế này, đen như thế này. Đấy là mình nói là về cấu tạo, là nó là ba lớp gỗ hinoki chất lượng cao, là gỗ đắt tiền của Nhật Bản, và hai lớp carbon sợi, nhưng mà hai lớp carbon này là dày tại vì tốc độ của nó rất là cao, 100, kiểm soát là 65. Đấy. Và những cái thông số của bản mặt là mình phân tích luôn, là khi chúng ta dùng thước chúng ta đo cái bề rộng của cái bản mặt của cốt vợt bóng bàn này là 150. Đấy. Nhưng mà một số cái cốt vợt nó có thể là lên 152, giống như ở đây người ta chia sẻ là ở đây là cái dòng sản phẩm đây các bạn này, ở đây là người ta ghi đây ở mặt mặt đây các bạn này, người ta ghi ở đây các bạn này 158 nhân với 152. Đấy, thường thường là đối với cốt vợt hiện đại hiện nay, lối cốt vợt tấn công thì cốt vợt nó nhỏ bớt, cái bản mặt vợt đây này nó nhỏ đi, cán cũng thuôn hơn, nhỏ hơn, là ở đây là 150, nhưng mà riêng cái cốt Sadeus này nó rộng là 152. Còn tính từ cái mép trên cùng của cái cán này này lên trên đỉnh đây này, đấy cái đoạn này các bạn này là 158. Đấy, 158. Tức là chúng ta sẽ đo đây là 158 ở đây. Đấy. Ở đây người ta ghi là 158 nhân với 152. Còn bề dày của cái này là 7,2 mm. Có cốt là 17,1. Đấy, tức là Zuji là 7,1 đến 7,2. Tức là nó độ dày lớn nhất trong cái loại dòng cốt tấn công rồi. Vậy dựa vào cấu tạo và dựa vào thông số của hãng sản xuất thì cốt vợt Sadeus là một cốt vợt tấn công tốc độ cao nhất tất cả trong dòng cốt vợt hiện nay, mà cụ thể là hãng sản xuất của Nhật Bản, nó là một thương hiệu Nhật Bản. Đấy, em mình chia sẻ cho quý vị và các bạn sơ sơ vậy. Các bạn lưu ý là cái logo của nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái này này. Đấy, đây là chữ dòng Sadeus không thay đổi, nền đen chữ màu vàng Sadeus rất là đẹp. Tem đây là tem bạc, ngày xưa là tem đồng. Dòng chỉ vẫn là ba dòng chỉ trắng. Đối với loại mà tem đồng
cá nâu ngày xưa cũng là ba cái chỉ trắng, chỉ có khác là cái màu chỗ này là màu nâu đậm, còn đây là màu nâu nhạt. Đấy. Còn cấu tạo không có sự thay đổi. Về nhiều người đánh giá là cốt tem đồng và cốt tem bạc ngày xưa đánh nó chắc chắn, tốc độ nó cao. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì là ngày xưa người ta phân tích là cái lớp gỗ ngày xưa, cái lớp gỗ của cái cốt Sariwood tem đồng ấy hoặc là tem bạc ngày cách đây 10 năm trở đi ấy, là cái lớp gỗ Hinoki này này, ở đây nó rất là già, nhìn nó vàng ươm đi. Cái lớp gỗ nó, cái thớ gỗ này nó rất là nó đanh các bạn ạ. Cho nên cái tốc độ của cốt vợt đó và cái cảm nhận của người chơi đỉnh cao, ví dụ như các vận động viên quốc gia, vận động viên thế giới ngày xưa cách đây 20 năm người ta chơi cốt này, người ta đánh giá là cốt vợt cực kỳ hiệu quả, tốc độ đánh sát thủ, đặc biệt là những cú đờ mi, cú bạt thì cực kỳ thôi rồi luôn, tức là tốc độ nó cực cao luôn, nhưng mà lại cái nhược điểm của nó lại khó kiểm soát. Vậy chúng ta phải sử dụng cái dòng mặt vợt làm sao đó là dễ kiểm soát, mềm, kiểm soát tốt để nó bù trừ cho cái dòng cốt cao này. Ví dụ như người Nhật Bản người ta lại chơi cái dòng là mặt ten, tức là mặt ten 64, 80 hay là 05 lại là nó độ dày có 1,7 đến 1,9, chứ không dùng cái chơi cái dòng mặt vợt mà nó lại 2,1 như cái dòng của sang Việt Nam chúng ta chơi là dòng 2,1, nó dày quá, tốc độ cao đấy, kiểm soát nó khó. Đối với người Nhật Bản người ta lại dùng cái mặt vợt mà cái bề dày của nó có 1,9 hoặc 1,7 thôi. Đấy, nó đánh với cái dòng này nó rất là kiểm soát rất là tốt, nó dựa vào cái dòng cốt tốc tăng độ rất là tốc độ cao rồi đấy. Thế thì cái cốt này mình hôm nay mình review nó hơi dài một chút, nhưng mà mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn được biết được là đối với mình trang fanpage là Shop Thái Bình Tennis Ngọc Hoài, số điện thoại là 0979812802 và số thứ hai của Vinaphone là 0947789236. Mọi người có thể liên hệ thông qua những video này mình chia sẻ, thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với mình để được tư vấn cũng như là trao đổi chém gió về dòng dụng cụ cốt vợt bóng bàn hoặc là những dòng khác đấy. Thế thì hôm nay mình chia sẻ cho quý vị và các bạn là cái dòng này hôm nay có một cái ngẫu hứng, bây giờ mình sẽ đi dán vợt cho khách với hai cái dòng cốt vợt, hai cái cốt Sariwood này, cho nên mình chia sẻ luôn cho quý vị và các bạn. Hôm sau mình sẽ nói kỹ hơn, chém gió nhiều hơn, hy vọng là quý vị và các bạn có những ý kiến hay là mình nói sai, có một cái ý nào chưa đúng và nó chưa hợp lý đối với người yêu thích bóng bàn thì hãy comment ở dưới video trên kênh Anh Ngọc Education TV các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo, ở dòng sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.